Chào các bạn đã đến với kênh YouTube của Xe Máy Thành Tâm nha. Thì hôm nay mình sẽ review và báo giá cho các bạn xe Vario. Con này thì mới về bên cửa hàng bên mình luôn nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết nha, cũng như là báo giá con này cho anh em cùng biết nha. Xe này thì mình vừa mới về luôn ha, tình trạng là nguyên zin ha. Đây các bạn có thể nhìn thấy nè, nước sơn phuộc nè và ốc tán nè còn rất là sáng và keng nha. Kèm theo đó nè, đây gai vỏ nè còn rất là sâu nha, chứng tỏ là con này đi rất ít nha các bạn. Odo con này thì tầm khoảng là 8.000 nha. Đây mình sẽ mở đồng hồ lên cho các bạn coi nha. Đây 8.000, đi rất là ít, xe còn rất là keng nha bạn, mới tầm khoảng trên 95% nha. Và điều đặc biệt ở đây nữa nè, xe này á còn chủ cũ nè, còn trang bị nè lên một cái phuộc Asrio nha. Đây nó có nút tăng chỉnh cái độ vì bao nè, khi bạn đi hai người á thì bạn sẽ tăng lên đó, nó sẽ có cái độ nhún nha các bạn, giúp cho xe nó vận hành được êm ái hơn ha. Về phần ổ khóa thì Vario 125 hơi khiêm tốn một xíu ha, chỉ trang bị cho mình một cái khóa cơ nè, nhưng mà sẽ kèm theo là khóa chống trộm kèm chống dắt nha. Đây là một cái remote của nó nha, đây là remote kèm theo. Mặt đồng hồ của Vario là trang bị là full LCD các bạn, hiển thị đầy đủ các thông số. Ở đây là có mức báo xăng nè, đồng hồ đo tốc độ nè, Odo nè. Ngoài ra thì còn mình có thể chỉnh thêm cái đồng hồ trên đây nữa nha, bằng cách là nhấn hai nút cùng lúc nè. Rồi, mặt trước của Vario thì trang bị cho mình là đèn full LED nha các bạn. Đây, đèn demi là full một LED giải nên nhìn rất là thẩm hố nè, kết hợp với đèn cốt pha cũng là full LED luôn nha. Còn ở đây là bể biển số cho thị trường Indo nha các bạn. Để sở hữu em nó thì các bạn chỉ cần bỏ ra tầm khoảng 1.000 tô phở thôi ha là có thể sở hữu rồi, hoặc là các bạn chỉ cần đem căn cước công dân tới là có thể chạy em nó về nhà rồi nha. Bên cạnh các chương trình bán xe thì bên mình còn có chương trình khuyến mãi này ha. Khi mà mua xe các bạn sẽ được một lần bốc thăm trúng những quà tặng phía sau mình đây, 100% là trúng quà nha. Để mà báo giá chi tiết nè hoặc là thêm thông tin chi tiết về em nó, các bạn hãy comment phía dưới ha, bên mình sẽ liên hệ và hỗ trợ các bạn nha.